ừ hải ơi thế thì cái simulation hypothesis giả thuyết về thế giới giả lập là gì thuyết thế giới giả lập hay còn gọi là simulation hypothesis ấy, nó đưa ra giả thuyết là chúng ta đang sống trong một mô hình simulation chạy bởi một con siêu máy tính uhm, nó tương tự như là nếu ta hình dung mình là một nhân vật trong một trò chơi ví dụ như là Mario chẳng hạn, trong trò Super Mario, tất cả những gì mà chị có thể cảm giác được là năm giác quan của mình đã được lập trình sẵn và chị sẽ hành động theo dự đoán của người chơi Mario. Mặc dù nghe có vẻ khó tưởng, nhưng simulation hypothesis là một đề tài rất là hot gần đây, đặc biệt là trong giới khoa học. Thế thì theo em cái giả thuyết này có đúng hay không? điều này rất khó nói vì chúng ta mới bắt đầu tiếp cận nó một cách khoa học thôi. Một trong những đóng góp lớn cho thuyết này đến từ lập luận simulation, hay còn gọi là simulation argument, được đề xuất bởi nhà toán học, vật lý học và triết gia Nick Bostrom. Hiện giờ ông ấy là viện trưởng của viện nghiên cứu future of humanity và là tác giả của cuốn sách nổi tiếng về trí tuệ nhân tạo, superintelligence: path, dangers and strategies. Khi mà nghĩ về chuyện chúng ta có đang ở trong simulation hay không thì những bộ phim như Matrix hay là Westworld nó giúp ta tưởng tượng ra khá là trực quan Tuy nhiên nếu chỉ dừng ở đó thì vẫn rất là mông lung và không biết đi tiếp như thế nào Vậy thì các nhà khoa học đã tiếp cận chủ đề này bằng cách nào? Em nghĩ là đầu tiên chúng ta phải phân biệt giữa Simulation Hypothesis và Simulation Argument Simulation Hypothesis thì nói rằng chúng ta đang ở trong simulation trong khi simulation argument của Nick về vấn đề này thì lại chứng minh chúng ta chỉ nằm trong một trong ba khả năng có thể xảy ra ba khả năng này đã đặt đặt ra những cái giới hạn rất là hữu ích cho việc đánh giá các cái thuyết tương tự về simulation vậy em nêu ra ba khả năng này luôn nhé khả năng thứ nhất các nền văn minh không thể thực hiện được simulation vì họ không thể hay là các nền văn minh đều sẽ tuyệt chủng trước khi đạt được cái công nghệ để thực hiện cái simulation. Khả năng thứ hai, các nền văn minh cũng có khả năng thực hiện simulation nhưng mà họ lại không quyết định làm cái việc đó bởi vì có thể là nó không hữu ích hoặc là họ coi nó là phi đạo đức. Và khả năng cuối cùng là các nền văn minh có thể và đang thực hiện simulation. Simulation hypothesis thì nói rằng cái trường hợp thứ ba của simulation argument là đúng nhưng chúng ta chưa hề có những cái bằng chứng rõ ràng và đầy đủ để khẳng định cái điều này. Nhưng simulation argument của Nick ấy, nó đã tạo ra một cái sườn cốt cho nghiên cứu về tương lai và về cái giả thuyết này. Vậy trường hợp thứ nhất có lý do gì khiến các nền văn minh không tạo ra được simulation? À, có chứ chị. Chẳng hạn như trước khi đạt được giới hạn kỹ thuật đó thì loài người chúng ta đã dùng bom nguyên tử chẳng hạn rồi hủy diệt lẫn nhau hết rồi. Um, hoặc là có một cái rủi ro nào đó về trí tuệ mà chúng ta chưa hiểu được chẳng hạn. Có một số ví dụ nói về hiểm họa tiềm ẩn của trí tuệ nhân tạo um, general super intelligence, như là Stephen Hawking và Elon Musk cũng từng nhắc đến chuyện là dùng AI trên thị trường chứng khoán, nếu mà ta đặt mục tiêu cho AI là tối đa hóa lợi nhuận thì có khả năng nó sẽ mua vào một loạt cổ phiếu của các công ty sản xuất vũ khí, xong rồi tiến hành chiến tranh. Hoặc là trong cuốn Superintelligence thì chính Nick cũng đã nói về paperclip problem, có nghĩa là khi một ông chủ nhà máy sở hữu một con AI siêu thông minh chẳng hạn và bảo nó mày hãy kiếm tiền cho tao, thế là nó sẽ nghĩ ra cách biến toàn bộ thế giới thành kẹp giấy thành paperclip. Thế thì cái hiểm họa về AI này nó có phải là thứ có thể hủy diệt nhân loại và tạo ra cái khả năng một hay không? Um, không hẳn là như thế vì nếu ai có hủy hại chúng ta thì ai cũng sẽ đủ thông minh để tạo ra những cái simulation riêng của nó vậy vẫn sẽ có những cái nền văn minh mà chúng ta có thể gọi là nền văn minh ai có thể tạo có khả năng tạo ra simulation và trường hợp 1 vẫn không xảy ra chị có thể nghĩ đến những ví dụ đơn giản hơn nhiều chẳng hạn như bây giờ chúng ta có công nghệ hạt nhân này Uh, có vũ khí hạt nhân, có vũ khí sinh học là thứ có thể hủy diệt loài người bất cứ lúc nào. Chỉ cần cái anh Trump hay là anh Tập hứng lên một chút, bấm nút là kiểu toi hết rồi đúng không? Không tạo được simulation nữa. Ừ. Nói đến đây thì ta cũng nhớ rằng um, thế giới đã sống dưới cái bóng của vũ khí hạt nhân được hơn 70 năm rồi và trong suốt thời kỳ chiến tranh lạnh thì cũng đã có một loạt những cái sự kiện mà sau này lịch sử đánh giá là thời điểm ngàn cân treo sợi tóc khi mà Mỹ và Liên Xô hoàn toàn có thể hiểu nhầm tín hiệu của phe kia và bấm nút hủy diệt cả thế giới. Thế thì vốn có ba cái hiệp ước về hạt nhân để giữ thế giới trong một thế cân bằng mong manh Đấy là hiệp ước ABM năm hai, INF năm bảy, hiệp ước START năm một được gia hạn thành START 2 năm 93 Và gia hạn lần thứ hai thành New START năm 2010 Tuy nhiên thì George Bush đã rút khỏi ABM và năm ngoái thì Trump cũng rút khỏi INF ngay sau đó thì Nga cũng rút vào một loạt các nước khác thì lao vào các vụ thử tên lửa hạt nhân, giáo diết xây dựng cái tiềm lực quân sự của họ. Như vậy có nghĩa là thế giới chỉ còn lại duy nhất một hiệp ước cuối cùng là New Start và nó sẽ hết hạn vào tháng 2 năm 2021, tức là năm sau. Thì việc nó có được gia hạn tiếp hay không đúng là phụ thuộc vào tay anh Trump thật. Trong bối cảnh một loạt các đại ca Mỹ Trung Nhật Hàn lao vào chiến tranh thương mại thì điều này có vẻ khá là xa xỉ cái Bulletin of the Atomic Scientists là một cái ủy ban được thành lập sau Thế chiến 2 để nghiên cứu các vấn đề an ninh toàn cầu gây ra do các công nghệ mới thì họ đã công bố cái Doomsday Clock xác định là chúng ta đang ở 100 seconds to midnight tức là chỉ còn 100 giây cho tới nửa đêm và nửa đêm thì mang ý nghĩa là tận thế để so sánh thì từ năm 1945 cho đến giờ đây là thời điểm chúng ta gần, gần kề cái tận thế đấy nhất gần hơn cả cái thời mà thế chiến hay là chiến tranh lạnh. Đấy là do thảm họa kép tạo ra bởi vũ khí hạt nhân và biến đổi khí hậu. À ừ, chị nói đến thảm họa kép thì em cũng nghĩ đến vụ thảm họa động đất sóng thần tại Fukushima ở Nhật năm 2011. Khi mà có động đất sóng thần ấy, thì toàn bộ những cái lưới điện bị shut down, các cái máy phát điện khẩn cấp chạy bằng diesel cũng hỏng, dẫn đến các lò phản ứng không làm mát được, lõi thì bị meltdown và nổ khí hydro, Um, xem cái series Chernobyl ở HBO ấy, để hiểu một cách intuitively về cái vòng xoáy dẫn đến thảm họa hạt nhân nó như thế nào ngoài ra chúng ta có những cái hiểm họa tương tự như vậy um, ví dụ như là hiện tượng solar storm xảy ra ở Carrington event vào thế kỷ thứ 19 mặt trời tấn công từ trường của trái đất bằng những cái vật chất cực quang thì nó gây ra những cái bão địa từ có khả năng làm sập toàn bộ lưới điện của cả một vùng lớn biến đổi khí hậu trong tương lai cũng là một thứ có thể gây ra những hiện tượng như thế này chị tưởng tượng là nếu mà cả một đống lò phản ứng không có điện để làm mát thì cái nổ hạt nhân nó sẽ to đến mức như thế nào chắc là nhân loại đi tong hết à, nếu mà có ai còn sống sót thì cũng phải sống trong trái đất bị nhiễm độc và họ sẽ không thể tồn tại được ở trong cái môi trường như vậy Ok nghe thảm quá nhỉ Vậy là trường hợp 1 thì có nhiều lý do sẽ khiến ta bị hủy diệt trước khi làm được simulation tiếp theo trường hợp 2 là các nền văn minh có thể nhưng mà không làm vậy thì có những lý do nào khiến họ không muốn chạy simulation có thể là ethical concern tức là những cái quan ngại về mặt đạo đức ấy. khi mà các cá thể trong simulation này có ý thức về những cái đau khổ mà chúng phải chịu đựng ấy, thì thực sự sẽ rất vô đạo đức nếu mà mình chạy simulation như thế Thật ra chị nghĩ là con người thì luôn muốn simulate tổ tiên của mình để nghiên cứu hoặc là để giải trí Như kiểu chơi video games ấy, Thì có thể nhìn thấy là hiện giờ mình có một loạt các thể loại games Chém giết, máu me cũng nhiều Mà con người thì có bao giờ quan tâm xem là Mario buồn hay là đau không đâu à, Hoặc là trong phim Westworld thì cũng có nói đến một cái công viên gồm toàn robot trông giống hết con người Con người thật vào đấy thì sẽ chém giết hành hạ bọn robot này mà chẳng có tí quan ngại nào. Um, chỉ đến khi mà cái bọn robot này nó đạt được consciousness, tức là cái nhận thức chủ quan ấy, thì bọn nó sẽ vùng dậy lật đổ con người. Ừ đúng rồi. Tức là cái simulation nó phải conscious đến một mức độ nào đó thì con người mới nghĩ đến cái ethical concern. Ừ, có thể là như thế. Còn khả năng thứ ba thì sao? Nếu khả năng thứ ba đúng, thì cũng có nghĩa là người ta đã thực hiện simulation Vậy thì nhiều khả năng em và chị đang nằm trong simulation đấy Ơ, ờ, tại sao lại thế? À, giả sử con cháu chúng ta tạo simulation Để hiểu hơn về tổ tiên của chúng ta đúng không? À, mình gọi nó là Ancestor Simulation nhé Thì họ chạy 100 cái simulation Với những người ở thế kỷ thứ 21 giống y hệt chúng ta Tức là tổng cộng có 101 phiên bản Một bản thật và 100 bản giả Vậy, em và chị chỉ có ít hơn một phần trăm cơ hội là người thật thôi đúng không? À ok chị hiểu rồi Vậy là nếu thực sự có simulation thì sẽ có hàng tỷ tỷ triệu triệu cái simulation như thế được tạo ra Tức là cái xác suất để chúng ta là bạn gốc nằm trong cái baseline reality này là cực thấp đúng không? Vậy kết luận là ta đang ở trong simulation Chính xác đó